Năm 2020, Tokyo sẽ là thành phố đăng cai Thế vận hội Olympic. Để thực hiện công việc này, chính phủ Nhật Bản đã đề ra kế hoạch xây dựng một Tokyo thông minh với nhiều tiện ích dành cho du khách và cư dân tại đây. Tham vọng của quốc gia này trước kỳ Olympic đó chính là biến thủ đô của họ trở thành một thành phố hiện đại. Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ làm thêm nhiều bản thông tin điện tử, hỗ trợ tiếng Anh, những thiết bị trợ giúp công nghệ cao như robot vấn đáp sẽ xuất hiện ở nhiều nơi. Châm ngôn của kế hoạch được đặt ra đó là nếu như bạn không biết tiếng Nhật thì bạn cũng khó có thể đi lạc ở Tokyo. Đây là quyết tâm được thành phố Tokyo cũng như chính phủ Nhật Bản đặt ra trong bối cảnh thành phố này sẽ tổ chức Olympic vào năm 2020. Đáng chú ý hơn, đó sẽ là những màn hình cảm ứng với kích thước lớn và những hệ điều hành do chính Nhật Bản sản xuất sẽ được lắp ở nhiều nơi để trợ giúp người đi lại. Đồng thời, Nhật Bản cũng lên kế hoạch xây dựng thành phố thông minh cho Tokyo với hệ thống tàu điện ngầm thông minh hơn. Đây sẽ là một cuộc cách mạng công nghệ, nâng cấp cơ sở hạ tầng với quy mô lớn lần thứ hai ở Nhật Bản kể từ sau bước phát triển thần kỳ của họ ở những năm 60-70 sau Thế chiến thứ hai của thế kỷ trước.